Chào các bạn, sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy massage cầm tay Akiko A2007. Thì các bạn có thể thấy là đóng gói rất là cẩn thận ở trong cái hộp như thế này. Bây giờ tôi mở hộp ra. Để đựng máy. Máy được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản và rất là gọn nhẹ như thế này. Ở đây các bạn có thể thấy là máy đã có sẵn một cái đầu massage đây rồi. Đi kèm với cả máy thì có 3 đầu này. Một đầu như cái lược rất là dài. Một đầu như cái lược ngắn này. Và một đầu đôi như thế này. Đầu đôi như thế này các bạn là dùng để massage ở hai bên của cột sống thì rất là thích. Máy massage này thì các bạn có thể massage tất cả những cái vùng mà các bạn cảm thấy mệt mỏi và các bạn muốn massage, ví dụ như là lưng hay là vai gáy hay là tay chân đùi đều được các bạn nhé. Và bây giờ tôi cắm thử. Trong ba cái đầu đó thì các bạn muốn massage bằng cái đầu nào thì các bạn lắp cái đầu đó vào. Các bạn lắp vào đây. Ấn xuống à. Ok. Và cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Đây là nút đang tắt này. Các bạn kéo xuống phía dưới là ở mức nhẹ này và các bạn đẩy lên phía trên là mức mạnh hơn. Kéo xuống phía dưới nhẹ này, tắt này, đẩy lên phía trên massage mạnh hơn này. Đó, thế tôi đã cho mức nhẹ và tôi thử massage nhé. Massage tay này rất là thích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.